Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Hai chú gà con. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Hai anh em gà con ra vườn kiếm ăn. Cả hai cùng thấy trong một hốc đất nhỏ có một con gì đó trông giống như một con giun to. Đang đói bụng, cả hai chú cùng lao vào vồ mồi. Nhưng khi con giun đột ngột biến mất, gà anh nghi ngờ gà em đã ăn con giun, gà em thì lại nghi ngờ gà anh đã ăn con giun. Thế là hai anh em lại cãi nhau. Bỗng con giun lại xuất hiện, hai anh em lại lao vào bắt, nhưng con giun lại biến mất. Chợt, một chú chuột vọt ra từ cái hốc gần đó. Chuột ta cười to. Đó đâu phải là con giun, mà là cái đuôi của ta. Hai anh em ngươi thật ngốc. Hai chú gà ngơ ngác nhìn nhau. Chúng rất ân hận và xấu hổ. Chỉ vì hấp tấp và không biết nhường nhịn nhau nên chúng đã tranh nhau một cái đuôi chuột. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!